Yo, minasang, hai, konnichiwa, chào các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục đi tìm, đúng không? Đó, những cái dấu hiệu của những dạng bài thư, mail, đúng không? Thông báo này. Và, imao wa, denshiu, yonjiu, sambang, để chiếu. Bài denshiu, bài luyện tập số 43, đúng không ạ? Đó, chúng ta nhìn nhá, đây, ngày giờ đây, đúng không, của thông báo này đây, đúng không, gửi đến những cái người ở đây, đúng không, ok, that's nice. Đây, người gửi thông báo nó sẽ ở chỗ này, nhìn thấy chưa ạ, đó, và đây, tiêu đề của cái thông báo, nội dung thông báo chính nó nằm đây. Denki setsubi no nanka teki tenke no oshirase, đúng không, đấy, cái thông báo này, những cái nội dung thông báo, cái tiêu đề giúp mình hình dung rõ là, vậy, cái thông báo này nói về cái gì, ở dưới nó triển khai cho cái tiêu đề đấy, đúng không, thông báo gì đây các bạn nhỏ, kiểm tra định kỳ thiết bị điện, đúng không, ok, đó, rồi tiếp tục này các bạn này, đúng không, chào hỏi cái gì thôi kệ đi, à, đâu hãy tìm cho mình thật nhanh những cái dấu hiệu này, sate nào đây ạ, đúng không, ok, chúng tôi golden daku desu nè, moshiagemasu, đúng không, nên chúng tôi xin được phép liên lạc ạ. Skimashite wa, à đây, lại nó đây rồi. Vậy liên quan đến cái này thì làm ơn hãy onegai itashimasu, đúng không? No, từ này là bổ sung thêm thông tin thôi các bạn nhá. Được chưa? Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nào, đúng không? Những nội dung của chúng ta xem nó như thế nào các bạn nhá, đúng không? À, liên quan đến ngày này, ở dưới cái phương án này của chúng ta này, đọc các câu hỏi này đã nào. Shibuya house ni sundeiru Rin san wa ue no you na oshirase o uketota. Naiyo toshite motto mo tekisetsu na mono wa dore ka? Chị Linh, đúng không, là một cư dân đang sống ở cái house Shibuya này, đúng không, cái ngôi nhà ở Shibuya này, đúng không, thì chị có nhận được thông báo như trên. Vậy cái nội dung phù hợp nhất với cả cái câu phù hợp nhất với cả nội dung của cái thông báo này là cái câu nào đây? À, đều có ngày giờ các bạn ơi, xem nào, ở đây ngày giờ là ngày tháng 15 tháng 3, đúng không, và 9 đến 11 giờ. Ok, tất cả cái này đều giống nhau hết, đúng không, thì tức là mình biết cái này đều thông thường đúng. Vậy nó chỉ khác nhau ở cái phần thông tin phía đằng sau thôi, đúng không, mình đi tìm cái đó nhá, đúng không ạ. Rồi, ok, câu số 1 của chúng mình cũng là từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 15 tháng 3, nhưng đằng sau là gì đây nhỏ? Shibuya house nó có zentai ga teiden suru, nhìn thấy chưa, đó, nhưng nhớ cái từ này nhá, phàm những chỗ nào mà toàn bộ tất cả, đúng không, thậm chí chỉ chỗ này thôi, chỉ mỗi chỗ này thôi, hãy để ý, bởi vì khi người ta hỏi toàn bộ thì có khi trong bài nó chỉ là một phần nào đấy thôi, khi người ta bảo chỉ mỗi chỗ này thôi thì có khi trong bài lại là toàn bộ đấy, đúng không, đó, nhất là đi với những dạng như dake, shikanai, hãy để ý diễn đạt đó, vì nó thể nó sai hay đúng chính ở cái keyword đó đấy ạ, đúng không, à, toàn bộ cái khu nhà này nó sẽ bị mất điện, ok, xem tìm mất điện nào, có mất điện đây rồi, như thế đằng sau cái từ tsukimasu đều hóa chưa ạ, đúng không ạ, đấy, đúng không, vậy nhưng mà là gì đây, nó có kyoyo bubun, chỉ một phần cái sổ khu sử dụng chung nó bị mất điện thôi, đúng không, vậy có từ zentai nên là ichiban wa dame desu yo, đúng không ạ. Câu số 2, đúng không, là gì đây nhỏ, cũng là gì đây, sẽ kiểm tra thiết bị điện, thế nên là không mất điện, mặc dù các bạn nhé, hãy tin cái sức được ạ, mặc dù có kiểm tra cái thiết bị điện các thứ nhưng mà không mất điện, thì lúc đọc câu 1 mình thấy, ô, có mất điện mà, đúng không, người ta chỉ bảo là không mất điện thôi, thì không mất điện thì đúng là có mất điện chứ không phải là không, đúng không, nên câu này sai nốt, đúng không ạ. Ừ, câu số 3 thì sao, đúng không, à, lúc đọc câu 1 câu 2 thì mình đã khoanh vùng chỗ này, có một phần cái khu sử dụng chung nó mất điện, elevator ga nanka tsukai naku naru, đúng không, và thế nên là cái khu vực ở thang máy là không sử dụng được, nào mới được cái thông tin thứ nhất, thông tin thứ hai đúng không, ở trong câu hỏi thì người ta bảo là gì nhỉ, không sử dụng được, trong bài người ta lại dùng từ nanka denshi itashimasu, xin hãy là ngừng sử dụng ạ, à. Đúng, người sử dụng tức là không sử dụng được còn gì, đúng không ạ, ok, câu số 3, vậy cứ tạm thời câu số 3 là đúng nữa nhá. Câu số 4 thì sao, cũng là thời gian này, cũng là vì cái việc kiểm tra thiết bị điện này, nhưng mà nhìn đấy ạ, jibun no sundeiru heya ga teiden suru, những cái phòng mà chị ấy đang ở, đúng không, thì mất điện. Thì đây, lúc mà liên quan đến phòng, cái này là khu sử dụng chung nhá, thì tìm phòng chị ấy nào, nó không nói rõ ra là heya, đúng là người ta dùng từ gì này, kono tenke ni yoru, đằng sau có từ kakko, kakko no kago, tenki, đúng không, ấy rất là điện ở trong từng phòng một ấy, đúng không, thì là gozaimasen, không có cái chuyện là mất điện trong từng căn hộ một, vậy tức là câu 4 nó sai mất rồi, đúng không ạ. Vậy đáp án chính xác của chúng mình sẽ là phương án số mấy? Sambang desu, đúng không, cho rất nhiều thông tin, đúng không, nhưng không cần thiết mình phải khoanh vùng nữa mà, đúng không, ok, muốn đọc kỹ hơn, chẳng hạn nếu có nhiều thời gian hơn, đúng không, thì chúng mình sẽ đọc kỹ xem, đúng không, ok, đúng không, sắp tới đây này, vào 15 tháng 3 tới đây, đúng không, là chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị điện, đúng không, trong khu vực chung, một phần chung của khu Shibuya này, đúng không, thế nên tôi mới có thông báo như thế này ạ. À, và liên quan vấn đề đó, theo như thời gian dưới đây, đúng không, sẽ mất điện một phần cái khu vực chung đó,
đó, thang máy sẽ được ngừng sử dụng, đúng không? Đó, hơi bất tiện một chút ạ, thế nhưng là xin mọi người hãy hợp tác nhá, đúng không? Và thêm thông tin là gì đây? Tuy nhiên, đúng không? Đấy, cái mất điện ở từng khu vực là do từng căn hộ, đúng không, là do cái kiểm tra này thì không có chuyện đấy đâu ạ, anh chị cứ yên tâm, đúng không ạ? Đấy, đúng không, tức là không nhất thiết phải hiểu hết bài, nhưng khi chúng ta khoanh vùng được các phạm vi mà mình cần tìm, đúng không, và quan trọng nhất khoanh vùng được rồi phải dịch chính xác các bạn nhá, theo quy tắc dịch mà mình đã dạy các bạn rất nhiều trong những cái video trước rồi, đúng không, là hoàn toàn có thể chọn được phương án chính xác rồi. Ya minasan kotae wa sambang desu yo, hãy tự tin làm tất cả những cái bài liên quan đến thư từ mail, đúng không, đó, khoanh vùng rất là nhẹ nhàng đơn giản, đúng không ạ? Hãy minasan gambatte kudasai. Ya, mata ne.